Xin chào các bác. Video này là video thứ 6. Mình sẽ nói về vấn đề làm sao chọn lựa hình ảnh và mình sẽ delete bớt những cái gì mà mình không có muốn giữ. Ok, so bây giờ dùng cái album này để mà mình thực hành cái vấn đề đó. Thì trong cái vấn đề này á, thì mình sẽ dùng flat, store hoặc là color, ba cái này để mà mình chọn lựa hình ảnh. Nhưng mà thường thường color thì em chỉ xài cho những cái mà chụp HDR, panoramic hoặc là bracket. Ở trong này thì mình không có chụp bracket, không có chụp mấy cái hình đó, cho nên không có hình, thành ra sẽ không có làm cái color này. So, trước tiên á, mình sẽ mở cái computer ra cho nó rộng rãi một chút để cho mình làm việc cho nó dễ. Ok, so cái cách mà mình muốn hide luôn cả cái bo trên thì mình đi vô trong cái chỗ này, mình chọn nó là full screen. Ok, bây giờ mình sẽ close cái left, cái right và cái top. Thì cái shortcut nhanh nhất là gì? Tab, close hai bên ha. Và cái phía trên thì sẵn để bấm cả luôn cho nó tiện. Rồi, mình mở đóng hết, tại vì thật sự mình không có cần mấy cái đó, mình chỉ cần cái dưới này thôi thì cho nó rộng rãi. Rồi bây giờ cái flat thì nó có hai cái, một cái mình pick là shortcut nó là P, và mình một cái nó gọi là reject là X. Reject đây là nó reject thôi chứ nó chưa có delete gì hết á, mình nó chỉ bỏ cái dấu X vào đó thôi. Ray sao á thì nó có từ 1 tới 5, cứ bấm số 1 á là nó ray 1 sao, bấm số 5 thì nó ray 5 sao, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ trước tiên á, mình đi từ từ mình coi. Thì tấm số 1 nè, mình sẽ pick nó. Ok, thì bấm P nè. Ok, rồi đồng thời cái tấm này ok, tấm này cũng pick nè, bấm P nè. Tấm này pick, bấm P nè. Ok, tấm này mình sẽ có hai tấm giống nhau. Thì bây giờ hai tấm giống nhau mình sẽ select hai tấm đó, mình bỏ vô cái compare nè, cái compare view. Thì nó hiện lên đây, mình nếu mà hai cái tấm này mình chụp một cái gì đó mà nó có cái điểm focus thì mình mới zoom vô cái điểm focus. Thí dụ như em zoom vô cái điểm focus thì mình left click một cái. Cái độ mà zoom in nhiều hay ít đó, ăn thua mình control bằng cái slide này. Rồi bắt đầu mình mới bỏ lên đây, mình left click nó, mình move nó vòng vòng, mình coi nó. Coi cái noise, coi cái điểm focus, cái nào rõ hơn cái nào, để mà mình nên giữ cái nào và mình bỏ cái nào. So cái này thì nó chỉ là một cái snapshot thôi, cho nên không có cái điểm focus gì mà rắc rối. Chỉ có cái đây em thấy được hai người, bên này thấy có người rưỡi, cho nên em sẽ quyết định giữ bên trái, không bỏ bên phải. So mình phải trở lại cái loop view rồi mình mới đi ra khỏi cái highlight bằng cách mình bấm đại một cái hình rồi đó. Ok, so cái hình này mình pick nè, bấm P nè. Tấm này không có pick thì bấm X nè. Ok, rồi tấm này với tấm này, hai tấm giống nhau. Xem tiền, mình sẽ vô lại cái compare view, mình coi cái nó như thế nào. Đây giống nhau, coi thử cái chỗ cầu thang này kìa. Ok, mình zoom nó lên chút xíu. Ok, cái cầu thang này nó có vẻ là clean, bên này nó có bị người đi lên, nó hơi bị mờ nè. Ok, ngoài ra thì thấy chỗ nào cũng giống nhau. Ok, chỉ có vậy thôi. Thì mình sẽ giữ tấm bên trái, bỏ tấm bên phải. Ok, đi qua loop view, ra khỏi highlight. Cái tấm này giữ nè, P nè.
tấm này bỏ X, tấm này là bỏ rồi. Ok, tấm này với tấm kia cũng na ná giống nhau, giữ luôn. Rồi, tấm này chắc chắn là giữ, mà đồng thời tấm này thì khá đẹp. So mình bấm P nè, rồi đồng thời em sẽ bấm luôn cả là 5 sao, thì mình bấm số 5 nè. Đó, là một một công hai chuyện. Em vừa pick nó mà em vừa chọn 5 sao luôn. À, rồi tấm này cũng đẹp nè, bấm P nè. Rồi đồng thời bấm 5 sao luôn nè. Đó, là hai tấm 5 sao. Tấm này cũng ok. Nếu mà edit lại thì rất là đẹp. P nè. Cái này mà thay cái bầu trời vô nữa thì hết sảy. Rồi, cho 5 sao luôn, thôi cho 4 sao thôi. Nếu mà sau khi mình edit nó đẹp á, thì mình có thể sửa nó lại thành 5 sao. Ok, tấm này đẹp nè, P nè, 5 sao nè. Ok, tấm này đẹp nè, nhờ có anh Sơn anh đứng anh chụp hình nè, thấy không? Đó, cho thêm cái 5 sao vô là tại vì có anh Sơn nè, đó, 5 sao rồi. Tấm này ok, đại khái cũng ok, pick nè, nhưng mà không cần cho sao. So, sau khi mình đi như vậy đó, mình chụp hình về cái mình short nó ra thì mình cứ đi từng tấm rồi mình compare nó, mình sau khi mình compare nó xong đó thì bắt đầu mình mới đi qua bên này, cái bộ phận lọc bên này. Cái flat đầu tiên á, nó sẽ cho mình những cái hình mình pick. Cái flat ở giữa nó sẽ cho mình những cái hình không có flat, có nghĩa là có một thí dụ như có một lý do nào đó mà mình không có pick nó mà mình cũng không có reject nó, giống như kiểu mà nửa nửa vậy đó, thì mình để không đó, thì cái flat này nó sẽ show lên những cái hình đó. Cái flat thứ ba đó là nó show lên những cái hình mà mình reject. Ok, so chú ý cái này, khi mà mình turn nó on á là nó sẽ sáng lên, và nó sáng lên mà mình thân cái khác mà không có tắt cái này á, là nó show luôn cả hai cái, cho nên mình phải tắt nó, thân on nè, rồi thấy nó sáng lên không, rồi mình tắt nó là nó tối nè, thân on nó sáng nè, tắt nó tối nè. So bây giờ thử ha, mình lấy cái flash đầu tiên là những cái tấm hình mình pick nè, đó, đây là những cái tấm hình mình pick. Ok, bây giờ em sẽ mở lớn lên cho mọi người coi. Đó, đây là những cái tấm hình mình pick, nó có một cái lá cờ màu trắng bên góc trái. Rồi bây giờ mình tắt nó nè, trở lại bình thường. Bây giờ mình bấm vô cái flat ở giữa là những cái tấm hình không có flat, không có tấm nào hết, tại tấm nào mình cũng flat hết. Rồi tắt nè. Rồi tấm thứ ba là cái flat thứ ba là những cái tấm mà mình reject đó. Đó, đây có 3 tấm reject đó. So khi mà mình short nó ra hết, mình flat nó hết, thì bắt đầu tới cái điểm này á, em sẽ select all, rồi em bấm delete ha, thì nó hiện lên cái bảng này, hoặc là mình có thể right click remove photo, nó hiện lên cái bảng này. Xong rồi bây giờ cái chỗ này nhớ không, em có nói rồi, nút mà remove là chỉ remove ra khỏi Lightroom thôi, ra khỏi cái catalog của Lightroom, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong cái ổ cứng. Bấm cái nút này á, delete from this á, là nó remove ra khỏi cái Lightroom và đồng thời nó delete luôn ở trong cái ổ cứng luôn. Ok, so mình sẽ bấm remove nó. Ok, so that's it, bấm remove, biến mất hết, nó sẽ mất luôn cả trong cái kia luôn. Rồi sau khi mà mình short xong xuôi hết, mình sẽ bấm cái nút chỗ này, đây nó có một cái switch turn off and turn on cái filter, thì mình tắt nó một cái thì nó sẽ trở lại bình thường, tất cả những cái tấm mà mình pick nó sẽ có cái flat màu này. Đó, so đây là cái cách xài của flat, và đồng thời mình ray cái store này. Thì cái video tới em sẽ nói về cái vấn đề mà collection á, thì nó sẽ đụng tới cái store này rất là nhiều. Nó nếu mà mình bỏ công ra, mình short nó ra rồi mình ray nó đó, thì cái những cái lúc mình đi tìm lại nó rất là dễ. Ok, bây giờ mình trở lại cái screen bình thường,
đơn giản thôi. Vô cái view này, xong rồi cái mình bấm normal screen mode, hoặc là mình bấm command shift F xem tiền. Ở bên PC thì mấy anh vô coi thử coi cái này nó là gì, hình như nó là alt shift F thì phải. Ok, so bấm lại một cái thì nó sẽ ra lại cái phần này. Còn hai cái bên hông này thì sao? Tap tap một cái là nó trở lại hai cái bò đó, trở lại bình thường. Ok, so that's it.